covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với máy chủ thử nghiệm để mà cùng đảo qua, ngó qua một cái vị tướng mới vẫn chưa được cho ra mắt ở trong máy chủ chính thức. Đó chính là xạ thủ Brody, một trong những cái vị tướng xạ thủ mà như Mỡ có đề cập ở một cái video cách đây vài tháng trước á, là đánh cực kỳ chậm. Nhưng mà đòn sát thương của cái vị tướng này không chí mạng thì cũng gây ra được khoảng tầm trên dưới 2.000 dam ở giai đoạn cuối game anh em ạ. Nó kinh khủng đấy, là như vậy. Cái gì đây ông Châu này? À, Châu cà khị à? Châu với những cái thao tác mới bắn luôn này, Châu hết combo triệt quyền đạo thì tuổi gì đoán Mỹ. Anh em thấy cái tốc độ đánh của con Broly này nó chậm không ạ? Đó thì đây chính là cái nhược điểm cũng như là cái đặc điểm nổi bật của cái vị tướng này. Mà có một cái rất là thú vị và như anh em có thể nhìn rõ ấy, là nếu như mà ở một cái video click cách đây vài tháng trước mới làm ấy, thì chúng ta rất khó để mà có thể nhìn được cái hiệu ứng của cái vị tướng này rõ ràng. Thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đã có thể thấy được rằng là cái modem của vị tướng Brody này rất nổi bật. Bên cạnh đó là những cái thao tác đòn đánh và cái cách vận sức đến từ cái đôi tay bị nguyền rủa của anh ta là rất rõ ràng. Ở đây có Châu, Mỡ sẽ giữ khoảng cách làm cho anh ta đến từ cái kỹ năng thứ hai vực thẳm va chạm và tốc biên lên đánh thường dứt điểm đi Châu. Có được cho mình đó là cái mạng đầu tiên ở trong cái trận đấu này. Anh em đã thấy được phần nào cái ngưỡng sức mạnh của con Brody này chưa? Mặc dù nó bắn chậm nhưng mà cái những cái đòn bắn của nó rất là đau. Và anh em nên nhớ rằng là cứ mỗi cái phát bắn của nó lên một mục tiêu ý, thì cái khả năng chí mạng của nó lại được tăng thêm. Tức là bắn càng nhiều thì khả năng chí mạng càng tăng và đam càng to. Anh em hiểu đơn giản là như vậy. Và Brody cũng đã có cho mình cái hoạt cảnh phòng chờ rất là thú vị. Và theo như Mỡ tìm hiểu về câu chuyện ý, thì cái vị tướng Brody này nó có cùng câu chuyện với cả cô nàng Benedetta. Benedetta cũng là một cái vị tướng sát thủ cũng gọi là hé lộ là chuẩn bị cho ra mắt trước cái con Barat ấy. Nhưng mà chả hiểu sao bây giờ nó lại chưa được cho ra mắt anh em ạ. Thì ở trong máy chủ thử nghiệm hiện tại đang có 3 cái vị tướng gọi là vẫn gọi là ấp ủ thôi, chưa được cho ra mắt. Đầu tiên là Barat, nhưng mà Barat thì đã có cập nhật cái màn ảnh chờ ở máy chủ chính thức rồi, tức là Barat sắp được cho ra mắt. Sau đó là đến Benedetta và cuối cùng là Brody. Mà Mỡ đang gọi là cảm giác như là cái con Brody này nó sẽ được cho ra mắt trước cái vị tướng Benedetta hơn anh em ạ. Lý do vì sao thì Mỡ cũng chưa được biết, bởi vì ở thời điểm hiện tại cái hoạt cảnh cũng như là cái bộ kỹ năng của cái vị tướng Brody này đã hoàn thiện rồi. Bằng trụ này, anh chàng Châu anh ta biết được rằng anh ta thấp máu. Thôi quay trở lại bào trụ nha. Vẫn là những cái phát bắn và cái lớp giáp ảo của trụ để nhận cho mình cái lượng vàng em này. Anh em thấy không ạ? Đó chính là cái thay đổi ở trong máy chủ thử nghiệm ở thời điểm hiện tại. Và ở trong trận đấu này thì Mỡ sẽ sử dụng cái vị tướng Brody đi đường dưới anh em nha. Bởi vì đường dưới trong 3 phút đầu tiên ý, thì cái con xe lính bắn tên này nó sẽ cho nhiều vàng hơn. Anh em thấy không? Đánh cái nhẹ xe được cộng 128 vàng. Ok, ở đây vẫn có Châu anh ta đang ra đẹp, làm choáng đến từ vực thẳm va chạm, dồn ra thường. Chiếu cuối của Mỡ là có kích hoạt cái ký ức tan vỡ và cái mạng thứ hai của Mỡ lên cái vị tướng Châu. Ui, kiểu catwalk anh em có thấy cái vừa xong không? Ê, Mỡ một đi lại không được anh em ạ. Anh em có thấy catwalk vừa xong của con Brody không ạ? Nếu mà anh em chưa thấy thì anh em có thể tua lại để mà nhìn thấy cái tình huống đó nha. Brody nó đi lùi như kiểu catwalk, kiểu Michael Jackson anh em ạ, rất là thú vị luôn. Đó. Có lẽ rằng Brody là một trong những cái vị tướng mà Mỡ nghĩ là sẽ cho ra mắt trước Benedetta. Anh em biết tại sao không ạ? Bởi vì là cái bộ kỹ năng của Brody từ khi mà nó cho ra mắt ý, cho đến thời điểm hiện tại thì nó hầu như không thay đổi gì cả. Ở Moontoon họ chỉ làm mượt lại thôi và chỉ tăng giảm những cái chỉ số nó gọi mang tính chất gọi là phụ họa thôi. Như anh em có thể thấy được ở đây là cái đòn đánh của Brody vẫn cần phải tích cái thời gian để mà gồng để mà bắn. Đó, và bên cạnh đó thì có thêm một cái hiệu ứng nhẹ để cho chúng ta xác định được rằng là Brody sẽ bắn lên cái mục tiêu nào thôi. Còn băng trụ ở đây đến từ cái vị tướng đó là Sicilian sẽ lùi ra cái nhẹ để mà tránh cái sát thương đến trụ bắn nhà. Và ui, tí nữa là Mỡ có cái killing spree, cái mạng thứ ba ở trong tình huống vừa xong rồi. Tình đam nghe chừng vẫn là chưa chuẩn xác, bởi vì là cái tốc độ bắn của con này thực sự rất chậm. Cho nên ở trong trận đấu này thì Mỡ sẽ lên cho mình thẳng đó là cái chiến dương berserker trước. Và anh em lưu ý rằng ý, là cái tốc độ bắn của con Brody chậm, nhưng mà không có nghĩa rằng là nếu như nó lên đồ tốc đánh ý, thì nó sẽ không được tăng tốc đánh đâu nha. Cho nên cái trang bị thứ hai mà Mỡ lên sẽ là cái trảm phong kiếm, là cái trang bị cho cái tốc độ bánh có thể nói là khá nhiều. Sau đó là Mỡ sẽ lên thẳng cái gươm tuyệt vọng. Và tiếp theo đó là cái có lẽ rằng ở trong trận đấu này sẽ là cái gươm thần phong, bởi vì là team bạn hơi nhiều sát thương vật lý, hơi sốc sát thương vật lý, hơi kinh ở đây. Và rồi ok, chúng ta đang có mặt. Ơi cái gì đấy? Ui vãi nổi. Con trâu này đánh, ui không thoát được rồi. Tốc biến là với. Thật ra cái phát đấy không nên tốc biến anh em ạ. Mẹ con trâu này nó cay cú ghê.
đường dưới mình đi nó, xong rồi bây giờ nó ra tận đường giữa để mà gọi là xử mình anh em ạ. Vãi nồi. Ok, thôi không sao. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được rằng trong cái trận đấu này, Benedetta đang múa một cái pha xử lý quá mẫu mực đến từ vị trí của Benedetta. Và cô ta đã có được cái chop kill ở đường giữa anh chàng Châu, sau khi hạ gục được mỡ xong anh ta xuống đường dưới, anh ta hạ gục luộc luôn cả Leslie luôn. Mà thôi không sao. Ở trong trận đấu này thì khởi đầu trận đấu vẫn rất là ok la. Chúng ta có một cái người chơi sát thủ đi đường giữa, đó là Benedetta đánh là ổn. Cho nên là hoàn toàn có thể mơ được về một cái chiến thắng nó rất là ok là anh em nha. Đây rồi, sẽ làm cái pha gọi là dình dập con cá mập đến từ Benedetta này. Dồn sát thương đi 1/2 cây máu của cái vị tướng châu. Chiêu cuối của Benedetta được kích hoạt. Benedetta có cái khả năng di chuyển liên tục đến từ cái nội tại của cô ta. Và châu anh ta không chạy thoát được rồi. Ô, không biết cái phát đấy châu nó có đạp không nhỉ? Xong đạp cái xong rồi chạy cho nó dễ. Thanh niên châu kia xử lý nó cũng hơi luống cuống. Nhưng mà thanh niên đấy lại hạ gục được mình ở một cái mạng ở mid. Thôi, trận đấu này sẽ đánh thực sự là rất cẩn thận chút xíu thôi. Như nào nhỉ? Để mà chia sẻ thêm về cái vị tướng Brody này thì cái cốt truyện của cái vị tướng này cũng rất là thú vị. Cái cốt truyện thì ui, ở đây hơi đông thành viên này, mỡ đánh đang hơi liều, bị làm chậm đến từ cái chiêu thứ nhất. Ui tay, chiêu cuối ký ức tan vỡ được kích hoạt để mà cho thêm một mỡ cảm giác là nó có thêm một chút tốc độ di chuyển á. Cho nên là mỡ đã thoát được khỏi một cái pha gọi là suýt nghịch ngu ở trong cái tiểu mưa xong. Cái cốt truyện của con Brody này nó cũng khá là mật thiết liên quan đến Benedetta anh em ạ. Và cái sức mạnh đến từ cái tay phải của cái vị tướng Brody này nó cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là trong một cái quá trình chiến đấu với quỷ vực ý, thì anh ta tấn công và anh ta bóp nát trái tim của một con quỷ. Và sau đó là cánh tay của anh ta bị nhiễm độc, bị nhuốm độc. Và sau đó anh ta có được cho mình cái thứ sức mạnh đến từ quỷ vực. Chỉ đơn giản là như vậy thôi, chứ không phải là Brody xuất hiện từ quỷ vực anh em nha. Brody có một sinh ra tại một ngôi làng với một cái lại nấp trong bụi nhé, đánh nấp hèn ở cái gì đây. Ôi sao ông kia lại chém gió giết được cái con ấy là sao, nghe đánh con sạch lốp toan núp lùm để mà tung chiêu các thứ các kiểu lì thật. À đó, thì cái cốt truyện của Brody thì nó cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là nó liên hệ với cả cái xạ thủ Benedetta mà thôi. Thì ở trong cái trận đấu này thì có mỡ, có Benedetta, mà rất là hơi tiếc rằng là có lẽ rằng muốn tung chiêu hoàn thiện xong, cho nên là chúng ta không có bất kỳ một cái sự tương tác nào giữa Brody cũng như là Benedetta cả. Thì trong cái video clip này mượn muốn mang đến cho anh em một phần gameplay của Brody. Thì Brody chắc khoảng độ tầm từ 1 đến 2 phút nữa khi mà mỡ có thêm được một cái trang bị là cái tràng phong kiếm ý, thì cái ngưỡng sức mạnh của Brody này anh em có thể thấy rất là rõ. Nhưng mà Brody là một trong những cái vị tướng mặc dù nó bắn chậm nhưng mà cái lượng sát thương nó gây ra là rất mạnh, như anh em đang nhìn mỡ bắn con rùa này, anh em thấy không ạ? Những cái phát bắn của nó là rung màn hình và tăng tốc độ di chuyển cho cái vị tướng Brody nha, bắn rất thầm anh em thấy không ạ? Rồi, 10 phút thứ 7, khả năng chí mạng 2000 dam, anh em thấy ok là chưa? Đó, bắn rất chậm nhưng dam rất thấm. Cái này chúng ta cũng gọi là đánh đổi thôi. Thay vì chúng ta bắn liên tục như Kimi đam bé thì chúng ta bắn từng phát một chậm như Brody. Mà như mỡ có nói với anh em rồi, thì cái khả năng bắn chậm này nếu như mà chúng ta không biết phối hợp kỹ năng ấy thì rất có thể về cuối game cái con Brody này nó sẽ bay màu, bởi vì rằng là lúc cái con Brody này dặn được ra một phát bắn ấy thì những cái chất tướng xạ thủ khác nó đã bắn được 3 đến 4 hit rồi, cho nên hơi toang. Nên là có một số cái vấn đề anh em cần phải lưu ý là như thế này này. Đó là nếu như mà chúng ta chỉ đi chọn mục tiêu và chúng ta bắn vào một cái mục tiêu á thì nó sẽ bắn với tốc độ mặc định, và chúng ta có thể cải thiện cái tốc độ đấy bằng việc lên những cái trang bị tăng tốc độ tấn công, mặc dù không nhiều. Ví dụ trong trận đấu này là mỡ lên cái tràng phóng kiếm. Cái thứ hai, nếu như mà anh em muốn cái con Brody này có thể thấy mục tiêu và bắn luôn ý, thì anh em hãy sử dụng cái kỹ năng thứ hai của con Brody là cái vực thẳm va chạm, là cái lộn của nó ý, áp sát vào mục tiêu anh em muốn bắn, và sau khi lộn xong con Brody nó sẽ bắn ngay lập tức. Đó chính là cái mẹo để mà anh em sử dụng ở cái vị tướng Brody này. Lát nữa mà sẽ làm để cho anh em xem nhá. Ơ cái gì đấy? Mẹ con này toàn lúc bụi, bực mình thực sự luôn. Để áp sát chơi, lộn một vòng này, bắn ngay lập tức này. Ồ, nhưng mà mạng hạ gục đã được dành cho con Alu rồi. Mẹ con sạch lốp đánh kiểu toàn kiểu núp lùm, bực mình thực sự anh em ạ. Nó cứ rình rình rồi nó tung ra cái chiêu xấu để nó dồn sát thương mình. Rất may trong tình huống xong là mỡ đi với cả Alu và có cho mình đó là cái bùa rùa, cho nên là cái lượng sát thương của sạch lốp là hoàn toàn không đủ. Ok, và cái như anh em đang nhìn ấy, những cái tích đánh dấu đến từ cái con cua này cũng như lên người mục tiêu ấy là những cái đánh dấu đến từ nội tại, thì cái đánh dấu này nó sẽ có hai tác dụng. Thứ nhất là sẽ cho cái vị tướng Brody này thêm tốc độ di chuyển và thêm khả năng chí mạng lên cái mục tiêu á, theo như mọi nhớ là như vậy. Và cái thứ hai là mục tiêu bị đánh dấu đến từ nội tại càng nhiều, đến từ những cái phát bắn bình thường càng nhiều, thì chiêu cuối ký ức tan vỡ nó càng thấm và nó càng đau, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Ở trong cái tiểu mưa xong xong mỡ lại đang ăn được cái con Carrier nhỉ? Vậy nồi, không sao anh em ơi, sẽ là giữ vị trí bắn lao vào choáng đến từ cái vị tướng Cyclops. Chiêu cuối được kích hoạt, mỡ có được cái mạng của Cyclops và team bạn mất đi cho mình 3 thành viên ở trong cái pha giao tranh vừa xong. Thì trong trận đấu này set đồ thì mỡ sẽ để ở góc bên dưới anh em nha. Thì rõ ràng chúng ta có thể thấy được rằng Brody không quá là thay đổi nhiều so với cái video clip mỡ làm về cái vị tướng này cách đây khoảng vài tháng.
thứ mà chúng ta thấy được cái sự thay đổi ở đây, đó chính là cái ngoại hình của cái vị tướng này được rõ ràng hơn. Cái gồng đến từ chiêu thứ nhất của cái gồng đến từ đòn đánh thường của cái vị tướng này rõ ràng hơn. Và cái hoạt cảnh phòng trợ của Brody cũng đã là có, qua đó báo hiệu cho chúng ta một cái điều rằng là Brody sẽ có mặt trước hoặc sau Benedetta đó thì mà không biết, bởi vì là chắc chắn Barat sẽ được cho ra mắt mà anh em, chắc chắn là Barat sẽ được cho ra mắt rồi. Và theo như thông tin có trong máy chủ thử nghiệm là sắp tới là chúng ta sẽ đón ba vị tướng thuộc ba vai trò. Thứ nhất là đầu sĩ đỡ đòn, đấy là Barat. Thứ hai là xạ thủ, đó là Brody. Và thứ ba đó là sát thủ, là Benedetta. Và rồi ok, chúng ta có lẽ rằng chúng ta cũng mơ hồ đoán được là cái vị tướng thứ tư sẽ được cho ra mắt là vai trò gì, đúng không ạ? Vẫn nghĩ rằng là đó có thể là đỡ đòn hỗ trợ hoặc là pháp sư, nhưng mà thiên về pháp sư là nhiều hơn, bởi vì con Barat nó cũng là một cái dạng gọi là đầu sĩ đỡ đòn rồi anh em ạ. Rồi ok, ở thời điểm hiện tại KD đang là 25-9 này, mà có được cho mình đó là cái mạng gục thứ tư rồi, không làm choáng được Châu, nhưng à quên mất, không làm choáng được Benedetta, nhưng Châu anh ta bị làm choáng ngược lại bởi cái đòn gọi là phản kích biết mình biết ta của cái cô nàng Benedetta này. Benedetta nó có một cái kỹ năng nó gồng anh em ạ. Nếu như mà chúng ta tung hiệu ứng vào con Benedetta lúc nó đang gồng ý, thì con Benedetta này nó sẽ lướt đi, còn cái đứa mà làm choáng hay là khống chế chúng ta nó sẽ bị khống chế ngược lại. Đó, rất thú vị là như vậy. À, cái vị tướng Benedetta này mỡ cũng đã làm cho anh em rồi, cũng một cái video clip gần đây mỡ đã làm rồi, nó không thay đổi quá nhiều đâu anh em ạ, chỉ có cái vị tướng Brody này là mỡ đã lâu rồi mỡ không làm cho anh em. Thì bây giờ mỡ sẽ làm lại để cho anh em thấy được rằng cái con Brody này nó khác gì không. Nó khác ở khoản đổi tên với cả hiệu ứng xuất hiện. Và ở đây có Carrier tốc biến sử dụng cái vực thẳm va chạm để hạ gục đi được cái vị tướng xạ thủ của team bạn. Mạng thứ 5 của mỡ ở trong trận đấu này, mỡ sẽ di chuyển ra đây sẽ là áp sát, à không, chỉ là bắn thương thôi, bởi vì áp sát rất có thể sẽ lộ áp sát hơi ghê, chiêu cuối ký ức tan vỡ được kích hoạt, có được cái mạng của Cyclops, và sau đó chúng ta sẽ lùi về một chút xíu nha. Tầm này thì cái con Brody nó bắt đầu khỏe rồi anh em. Tầm này ngưỡng sát thương của Brody nó là có, nhưng về cơ bản ý thì nếu như mà chúng ta không biết cách phối hợp để giúp cho con Brody này bắn nhanh ý thì nó sẽ là hơi tù anh em ạ, nó sẽ là hơi tù. Đây ok, rồi anh em này, anh em thấy không ạ? Khi mà chúng ta lộn ý là chúng ta có thể gọi là bắn ngay lập tức cái mục tiêu này, cái mục tiêu mà chúng ta muốn. Còn nếu không thì khi mà có cái tràng phong kiếm ý, chúng ta sẽ chỉ chờ khoảng độ 0.8 đến 0.5 giây thì con Brody này nó mới bắn được. Và nói thật với anh em là cái con Brody này với cái kỹ năng như thế này thì thực sự rất khó để mà canh lát hit. Thực sự rất khó để mà canh lát hit luôn, kiểu như là lát hit tướng hay là lát hit mục tiêu hay sao đó, bởi vì chúng ta phải gồng. Nếu như anh em mà chưa không quen thì con Brody này anh em sẽ không thể tính được cái khả năng gồng của nó đâu, bởi vì cái gồng ấy nó còn phụ thuộc vào tốc độ đánh của nó cơ, cho nên là kiểu không biết gồng xong thì khi nào thì nó sẽ bắn đó. Cho nên là thà là chúng ta lên full đồ đam như anh em đang nhìn của mỡ đây, chiến dư berserker, trọng phong kiếm và vô tận chiến thương, rất nhiều khả năng chí mạng được mỡ đặt cho cái vị tướng Brody này để cho bắn phát đầu tiên là auto bay nửa cây máu của team bạn rồi. Và ở đây Benedetta cô ta đã thoát được mạng hạ gục được dành cho Alu, cái mạng thứ 31 của team mỡ trong cái trận đấu này, một cái trận đấu có thể nói là rất máu lửa. Team bạn mới chỉ có hạ gục 12 nhưng team mỡ đã là 31 mạng rồi, trung bình 12 phút là chúng ta có được cho mình đó là 43 mạng hạ gục anh em ạ. 43 mạng hạ gục trong vòng có 12 phút đánh nhau cực kỳ là máu lửa. Mỡ cũng đã bỏ túi được cho mình đó là cái mạng hạ gục thứ 6, chỉ phải nắm xuống một mạng đến từ cái con trâu mốc lốp nó đá về, bởi vì Brody không phải là một cái vị tướng xạ thủ có khả năng gọi là thoát đi được những cái hiệu khống chế. Cái điều đó chỉ có mỗi One One có thể làm được thôi anh em ạ. Ok, có lẽ rằng là trên đây là toàn bộ những cái mà mỡ chia sẻ hết với anh em về cái vị tướng xạ thủ Brody này rồi ạ. Với chiếc tướng xạ thủ mà bắn rất chậm nhưng đam cực to và có hiệu khống chế nhẹ, nhưng mà Brody thì về cơ bản mỡ đánh giá là nếu như không có phép bổ trợ tốc biến ý, thì đánh nó hơi khó, bởi Brody thực sự không quá là cơ động đâu. Cho nên anh em hãy lưu ý nha, vị tướng này thì phải gây sát thương mới chạy nhanh được, anh em hiểu không ạ? Và đây có Châu, anh ta hạ gục đi được Fasha, mỡ sẽ sử dụng cái kỹ năng thứ hai áp sát bắn anh ta một cái và sử dụng cái chiêu cuối ký ức tan vỡ, mạng không thể cản phá được dành cho đó là Brod mỡ. Còn đây áp sát vào đó là cái vị tướng Cyclops, anh ta bật cái quyền trượng mùa đông lên, nhưng sau khi anh ta tỉnh dậy là mạng hạ gục sẽ thuộc về mỡ. Cái lượng máu được hồi lại đến từ cái điểm tài năng ở bảng ngọc sát thủ, điểm tài năng liên sát đã giúp cho mỡ không bị hạ gục bởi Cyclops ở trong cái tình huống vừa xong. Cảm ơn với cả các nhân bạn đánh giá là cái con Brody này về giai đoạn khoảng tầm giữa và cuối game khá mạnh á. Đôi khi kiểu chúng ta cứ nghĩ nó bắn chậm thế thôi, nhưng mà có khi một hit bắn phát là kiểu team bạn bay màu lúc nào không biết ý. Nó chí mạng nó ở cái đẳng cấp mà mỡ nghĩ rằng nó còn hơn cả con Leslie cơ. Leslie thì được cái dạng gọi là chí mạng và bắn xa, con này thì bắn không xa nhưng mà cái khả năng chí mạng của nó mỡ nghĩ là hơn Leslie khá là ok, anh em thấy không ạ? Bắn kiểu bắn cái nhẹ, đam bình thường không chí mạng là 1600 gần 2000, còn đam chí mạng thì lúc nào cũng 2000 mấy 3000, anh em thấy không ạ? Không có một cái phát bắn nào của Brody ở thời điểm hiện tại dưới 1000 đam luôn. Thề bắn cực kỳ chua chát luôn. Mà thường đam máu của một cái con xạ thủ hay pháp sư nó chỉ rơi khoảng
cái trang bị phong ngân nó để ở tầm xa quá, nó để ở cái tầm mà mỡ kéo màn hình á, cho nên là mỡ ẩn bố nhau một cái phong ngân đấy anh em ạ. Thôi kệ, không sao vậy, đã thế chúng ta đánh cẩn thận tí, cầm cái phong ngân để lấy hút máu vậy anh được anh em ạ. Rồi ok, bắn rất thấm vào cái con lót này, chí mạng ở đây là không có, nhưng đam bình thường cũng là 1600, đủ để khiến cho lót bay màu. Đang có những cái động thái gọi là hạ gục đi được cả hai bên, đó là đến từ Cyclops hạ gục được Fasha, và team bạn cũng bay màu hai thành viên là Carrier và đây là Cecilian. Mỡ sẽ tốc biến nha, làm choáng áp sát vào châu, chí mạng 2221 đam, và châu lên bảng đếm số sẽ là bắn cái nhẹ vào canh chàng Cyclops này, crit 1700 đam, sau đó lùi về. Anh em thấy không ạ, đôi khi là chúng ta vận sức nó hơi lâu. Dĩ nhiên là về cuối game thì chúng ta có thể cảm giác được rằng cái con Brody này nó hơi bớt tù đi một tí, nhưng mà đầu game thì nó cũng hơi tù. Nhưng mà cá nhân mỡ rất là thích cái phông chữ chí mạng ở cái phiên bản cập nhật deck này, nhìn nó rất là đầy đạn anh em ạ, nhìn nó rất là rõ ràng. Ê, để sẽ cố gắng chí mạng thêm cái này anh em này. Chơi chí mạng à? Chơi chí mạng luôn đó anh em thấy không ạ, cái chữ chí mạng nó rất là dày màu đỏ, nhìn rất là nổi bật đó. Mỡ thích hơn cái phông ngày xưa, tức là cái phông bây giờ ạ, bởi vì là ở thời điểm hiện tại mỡ vẫn chưa được lên phiên bản next mà, cho nên mấy cái nội dung mới này mỡ vẫn chưa được trải nghiệm. Mà anh em lưu ý rằng là bởi vì mỡ đang chơi ở trong máy chủ thử nghiệm, cho nên là cái meta hiện tại nó đang rất là hỗn loạn. Meta hiện tại phải nói thực với anh em đang rất là hỗn loạn luôn. Mặc dù là Moontoon ở trong máy chủ thử nghiệm họ đã cấm không cho những cái chất tướng không lên phép hỗ trợ trừng phạt lên cái trang bị đi rừng, nên là nhiều ông vẫn cứ kiểu gọi là rất nhiều ông đi rừng, rất nhiều ông chia lên lung tung, và đường trên thì đường dưới cũng đang chia lên theo cái kiểu gọi là chia theo cảm tính mà thôi. Ở đây này, có Châu này, anh ta lao vào Châu một kích hoạt trước này, làm choáng Châu này, sát thương bắt đầu được dồn vào này, hạ gục đi được, đó là Châu đến từ bên Delta, và mỡ cũng đã có được cái mạng gục của cái vị tướng Carrier đến từ cái chiều cuối ký ức tan vỡ anh em ạ. Cái tầm thi triển của ký ức tan vỡ, cái chiều cuối nó rất là xa, cho nên anh em hãy lưu ý rằng chúng ta cố gắng lấy đi được cho mình đó là từ 1 đến 2 stack cộng dồn đến từ kẻ địch, sau đó chúng ta mới kích hoạt chiều cuối nha. Chứ còn không là chiều cuối mà kích hoạt nếu như kẻ địch không có cái stack cộng dồn nào thì nó khá là yếu anh em ạ. Ok, sẽ lùi lại một chút xíu này. Ôi tầm này anh chàng Alu băng vào, anh ta có phản kích nhưng team bạn là toàn những cái chất tướng gây sát thương vật lý, họ quên mất sát thương phép, họ không sợ, cho nên là Alu đã phải bay màu ở trong cái tình huống vừa sau. Bắt đầu trở nên hơi khó công nhà ở đây, bởi vì team bạn đã bắt đầu có cụ trong nhà thính và họ thủ rồi, thật ra là vẫn có thể win vào công nhà được, nhưng mà nó hơi lâu, cho nên bạn sẽ di chuyển về nhà lấy đi cho mình đó là cái con bùa đỏ này. Như anh em có thể thấy, không có đồ đi rừng thì chúng ta ăn bùa đỏ khá là lâu đó. Và ở thời điểm hiện tại, nếu như mà bây giờ chúng ta có ý định vào trong phần bùa đỏ hay là bùa xanh ý để mà giúp đồng đội của chúng ta, thì câu trả lời ở đây là đừng nên, bởi vì rằng là cái con bùa xanh hay bùa đỏ ý, nó sẽ có thêm cái nội tại là nó sẽ tính theo ở đây có Châu này, ám sát này, làm choáng đến từ vực thẳm va chạm này, chiều một này sẽ là hack não này. Châu anh ta định quay trở lại đạp mỡ, nhưng câu trả lời ở đây đó là mỡ tốc biến lên phía trước mặt, và Châu đã phải lên bảng điểm số cái mạng thứ 11 của mỡ ở trong cái trận đấu này. Có Carrier ở đây, làm choáng được Carrier là Carrier bay màu, Carrier đang cố gắng sờ dồn sát thương vào đó là cái vị tướng Fasha, nhưng câu trả lời ở đây đó là không, mỡ còn bấn cỏ đến mức là kích hoạt cả cái phong ngân lên để đề phòng cái việc bị dồn sát thương anh em ạ. Ở tầm này có gì chúng ta cứ dùng thôi, chí mạng tầm này là quá thấm. Những cái bắt chí mạng bình thường ở đây là toàn 2500, 3700 là bình thường như cân đường hộp sữa anh em ạ. Và với việc mất đi cho mình đó là 3 thành viên cộng với đường trên là Sicilian đã bị nằm xuống bởi Beta, cho nên trận đấu này sẽ là kết thúc rồi. Trên đây là toàn bộ cái video clip mà mỡ muốn mang đến cho anh em về cái vị tướng, đó chính là cái anh chàng Brody này. Nếu anh em thấy cái video clip thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like, một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt và bye bye anh em.